Xin chào tất cả mọi người. Sáng nay tại Ngân Lương Đình diễn ra lễ hội sáng nay là sáng mà lễ hội Điện Huệ Nam là Điện Hoàng Chiến mới diễn ra được mọi người. Hai ngày trước là dự làm lễ tại đây xong là rước Đức Thánh từ 352 Chi Lăng lên đây rồi làm lễ cầu an đây xong mới lên thuyền rồi đi về hướng Điện Huệ Nam. Hôm nay thành vừa mới được diễn ra buổi lễ, rồi xin mời mọi người cùng đón xem. Đang được đây mọi người. Đây là cả đang trong đi rất là đẹp. Dưới kia là rất là nhiều chiếc thuyền được sẵn. Rồi, hôm qua tôi mang được tiền. Con trời nhỏ,
tới cái đi là quay mâm ra. Hello.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lúc này thì các bè bắt đầu thuyền bắt đầu khởi hành lên điện Huế Nam đây mọi người nha. Chiếc thuyền bạc khôi di chuyển đi ra trước, trước thuyền còn phản quang. Sau đó là phương Nga, qua là tan cung của Mậu. Tiếp đến là Mậu Đệ Nhất Cung và Mậu Tứ Cung. Xin mời thuyền Nga phản quang chậm chậm cho. Mười mấy chiếc thuyền á, hiện tại khu vực này thì có mười mấy thuyền, có mười mấy điện ở đây. Tàu khởi hành xong bây giờ dạy dài của những chiếc thuyền của những điện bắt đầu xuất hành. Tại công viên Nhân Lân Bình ngày hôm nay và ngày mai là sẽ có lễ hội tại điện Huế Nam. Thank you.
đó là cảnh diễn ra lễ cầu an và xuất hành từ Nguyễn Lương Đình và bên Phú Vân Lâu và của buổi sáng này. Rất đông người đến để tham gia rồi xem lễ. Và bây giờ thuyền đã chạy thì tất cả cũng đi theo thuyền lên đến điện luôn đó mọi người. Triều Phóng Quảng Trị và đây đoàn Quảng Trị này mình có mặt tham dự
năm năm nay này. Không thiên đường đây của Hương Hồ. Rất nhiều. Cho đừng trên câu mấy người mà một đảng tôi quá thiên tâm phước đó thế nên là chiếc thuyền đang hướng về Điện Phía Nam sáng nay ngày 4 tháng 4 năm 2022 sau khi hoãn lại 2 ngày của lễ hội Điện Huệ Nam thì ngày hôm nay bắt đầu diễn ra. Sau khi rước thành mẫu về từ dưới 352 Chi Lăng lên để làm lễ tại Ninh Đinh Bình thì các chiếc thuyền bây giờ cũng xuất phát lên Điện Huệ Nam đây mọi người. Đây những chiếc cuối cùng lên sông. Mỗi chiếc là mỗi điện gọi là cung điện của một thùng ám nào đó. Thank you.